Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2021. Vài hôm trước thì những người chống cộng cực đoan họ tung ra một cái lá thư viết hồi năm 2013, cái tựa là Hãy trả lại sự thật cho người lính Việt Nam Cộng Hòa, và tác giả là luật sư Lê Trọng Quát, chức danh là Thủ tướng Chính phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi cũng có gửi cho ông Nguyễn Mạnh Quang xem chơi, nhưng mà ông không có đọc hết. Nhưng mà chị ông thấy cái chức danh thủ tướng, ông giật mình. Xong rồi ông thấy cái chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa, ông càng giật mình nữa. Thì ông có hỏi thì tôi cũng có lược sơ cho ông ấy biết là cái chính phủ pháp định này nó phịa ra hồi năm 2015 lận. Nhưng mà chúng tôi nói phịa là tự vì tôi không biết họ hoạt động cái gì, có những cái bài họ viết vậy thôi, chứ mà chức danh thì lớn lắm, mà lâu lâu chúng tôi lại có tổng thống mới, lâu lâu chúng tôi có thủ tướng mới, rồi bây giờ cái chính phủ này là chính phủ pháp định nữa. Thành ra chúng tôi cũng cần tìm hiểu đôi chút về cái chức danh này và cái chính phủ này. Thưa quý vị khán thính giả, nhân tiện được biết tin có cái chính phủ mới lạ là do ông Lê Trọng Quát làm thủ tướng, mà lại gọi là chính phủ thủ tướng pháp định, thì tôi thấy nó hơi lạ, và nó lạ hơn cả cái chính phủ của ông Đào Minh Quân và của ông Nguyễn Đức Chánh. Nhưng mà trái lại, ông này là một luật sư đàng hoàng, là có chức vụ đàng hoàng và đã từng là chức vụ lớn ở trong quốc hội của thời đệ nhất Cộng Hòa, mà lại nói những cái điều mà tôi thấy không có bằng chứng gì cả. Luật sư thì phải nói cái gì phải có sách, phải có chứng, giống như nhà sử học vậy. Thì tôi có muốn có một vài điều nói về cái cá nhân và cái chính phủ của ông này. Vậy ban biên tập xin nói về cái tiểu sử của ông Lê Trọng Quát. Dạ thì chúng tôi vào ngay cái trang chính của cái chính phủ của ông đó, lấy cái tên là Việt Nam Cộng Hòa Pháp Định.com để đọc cái tiểu sử, để cho quý vị thấy là cái đây là cái tiểu sử của chính họ viết ra. Là chúng tôi xin đọc sơ những cái chức danh mà ông ấy kê ra như thế này, dài lắm, quý vị nghe hụt hơi. Thời đệ nhất Cộng Hòa nhá, từ năm 1959 đến năm 1963 là trưởng khối dân biểu Liên minh Xã hội Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, chủ tịch các ủy ban lao động xã hội, y tế, nội vụ, quốc phòng, hội thẩm viện bảo hiến Việt Nam Cộng Hòa, đại diện Tổng thống Ngô Đình Diệm trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 1961, đại diện Việt Nam Cộng Hòa tham dự các hội nghị Liên Hiệp Quốc tế, nghị sĩ ở Âu Châu và Á Châu, tiếp xúc với nhiều lãnh tụ các nước, trong số có Tổng thống Đại Hàn, Phát Chánh Hy và Thống chế Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, tham khảo vấn đề quốc phòng 1962-1963, tác giả của dự thảo tiến tới một nền quốc phòng tự túc và quy chế quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa bỏ dở bởi vụ đảo chính ngày 1 tháng 11 1963. Nhân đây thì ở đây là cái cuối chức vụ cuối của thời đệ nhất Cộng Hòa. Nhân đây tôi để ý là như thế này, ông đề là dự thảo tiến tới một nền quốc phòng tự túc tự lực và quy chế quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa Việt Nam bỏ dở vì đảo chính 1 tháng 11 1963. Như vậy là tới cuối cái thời của ông Ngô Đình Diệm cai trị nghe là ở trong chính phủ tới 9 năm mà vẫn chưa có một cái nền quốc phòng tự lực. Thực ra thì cái quốc phòng á là chi tiền, người Mỹ chi tiền, người Mỹ quyết định cái thang lương mà quyết định cho ai lĩnh tiền bao nhiêu cũng là do người Mỹ cả. Và cả những cái chuyện mà người Mỹ vận động đem cái chuyển đến những người Công giáo từ miền Bắc vào miền Nam, tức là Kitô, quân chiên Kitô đó, cũng là Mỹ đo hết. Thì bởi vậy cái ông này là chỉ có danh chứ có thực làm cái gì đâu. Không, thì bởi vậy ông mới viết cái dự thảo. Dự thảo mang tên là tiến tới một nền quốc phòng tự túc tự lực. Điều này mà cái dự thảo này bị bỏ dở nữa ngày 1963. Điều đó chứng tỏ rằng cho tới năm 1963
Việt Nam dưới thời ông Ngô Đình Diệm vẫn chưa có một nền quốc phòng tự lực. Rõ là quân đội Ngụy và tất cả là do cái túi tiền của Mỹ và do cái quyết định của Mỹ. Cái này là do họ tự xưng, tự khê ngay ra nhé. Một vị tướng lãnh Mỹ cũng đã từng nói rằng ai chi tiền thì người đó chỉ huy. Thì người Mỹ nó chỉ huy mà ăn hết rồi. Còn đâu mà các ông có cái quyền gì mà nói là quốc phòng tự... cái chức danh này tôi cảm ơn ông luật sư Lê Trọng Phát vô tình mà ông đã tiết lộ ra được cái điều thật ở trong cái chính quyền của ông Diệm là bây giờ. Cái bản tính thật sự đó là ông mới có viết cái dự thảo để tiến tới một nền quốc phòng tự lực. Chưa hoàn tất. Thì ông Diệm bị giết. Cũng nên biết rằng là trong cái thời gian đó thì ông Diệm rất là hồ hởi, tán đồng với là Tổng thống Kennedy, cũng là một con chiên của giáo hội La Mã, dùng chất độc da cam rải xuống toàn thể lãnh thổ miền Nam, mà những cái nào vùng nào mà chính quyền Sài Gòn không kiểm soát được. Chỉ cái chỗ đó là có thời bây giờ có phải nói là 90% cái diện tích ở vùng nông thôn đó là chính quyền Sài Gòn không có kiểm soát được. Thế tức là tất cả những người Mỹ nó lo hết, nó làm hết, các ông đâu có làm gì, các ông chỉ ngồi lãnh lương mà gật đầu. Xưa nay chúng ta lo gân cổ cãi nhau, họ nói là ông Ngô Đình Diệm vì chống sự đổ quân của chính quyền Mỹ cho nên mới bị giết, mà thật ra bây giờ mình mới thấy lòi ra là họ đâu có từ suốt 9 năm có bao giờ tự lực ở đâu mà chống lại người ta. Không có quốc phòng tự lực, tức là không có quân đội, làm sao chống lại được cái quân đội của Mỹ lúc bây giờ. Những cái quân đội mà của Việt Nam bây giờ là Mỹ nó lấy tiền, nó ngồi ở trên các chỉ huy trưởng của các đơn vị để nó làm cố vấn, và cái ông chỉ huy trưởng của đơn vị tuân lệnh cái thằng cố vấn chỉ huy trưởng đó, tức là cố vấn Mỹ, chứ không phải tuân lệnh chính quyền Việt Nam. Không, do đó là cái này là tự động nó chứng minh dùm cho những cái điều mà họ cứ quảng cáo là ông Ngô Đình Diệm vì chống lại sự đổ quân của Mỹ mà bị hại, thì ra cái câu này là tố cáo là cái lý luận đó hoàn toàn sai, thì ông gì nói láo bịa ra thôi. Đấy. Nhưng mà bịa ra lại vô tình nói ra cái sự thật là cái bộ quốc phòng của Việt Nam lúc bây giờ đó là hoàn toàn nằm trong tay người Mỹ. Mỹ nó chi phối, người Mỹ nó chỉ huy, người Mỹ nó chi tiền. Không ai chối cãi được cái sự thật này. Bây giờ sang cái thời ông đệ nhị Cộng Hòa 1967 đến 1975, thì cái website này kể tiếp những cái chức danh của luật sư Lê Trọng Phát. Đồng sáng lập viên Đảng Nhân xã và Lực lượng Nhân dân Kiến quốc 1967 đến 1970. Rồi Thứ trưởng đặc trách Thông tin Quốc ngoại và Báo chí 1969-1970. Từ chức vì bất đồng với Tổng thống Thiệu về sách lược chống phản chiến ở quốc ngoại. Tức là từ chức cái chức Thứ trưởng đặc trách Thông tin Quốc ngoại và Báo chí đấy. Chứ không phải là từ chức tất cả, bởi vì ông có nhiều chức lắm, thành ra ông chỉ mới có từ chức cái chức này thôi. Thành viên chủ tịch đoàn và phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Xã hội gồm 6 chính đảng lớn nhất của miền Nam 1968-1975. Rồi Quốc vụ khanh thứ nhất đặc trách chính trị trong chính phủ cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, bàn giao cho chính phủ Dương Văn Minh ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ông lãnh nhiều chức vụ như thế này, bởi vậy làm sao mà có thể mà cán đáng nổi một người mà làm nhiều chức vụ như thế này. Ở đây tôi có ý kiến là một người mà kiêm nhiệm nhiều cái chức vụ, tức là mỗi một chức vụ có một cái cơ sở hay trụ sở, thì nếu mà ông giữ cái chức vụ này thì ông ở cái cơ sở chức vụ này thì ông vắng mặt ở cái chỗ khác. Nó cũng giống như là cái thời bán thánh của giáo hội La Mã đấy, một ông linh mục, ông giáo mục kiêm nhiệm rất nhiều chức vụ, rất nhiều giáo phận, thì dĩ nhiên là ông mới vắng mặt, có mặt ở giáo phận này thì vắng mặt ở giáo phận khác. Rồi giáo chủ mới cấp giấy phép mà phải bằng lệ phí nghe không? Để cho ông có quyền vắng mặt ở cái cơ sở khác mà ông không có mặt, thì ông phải nộp tiền cho giáo hội La Mã để được cái giấy phép vắng mặt đó. Thì ở đây tôi không biết ông Thiệu có làm cái giấy phép cho ông này vắng mặt những cái cơ sở khác không. Nếu mà thật sự mỗi một cái chức danh như vậy là có cái nhiệm vụ riêng, mỗi một ngày một người có 8 tiếng đồng hồ làm việc, thì làm sao làm cho hết.
nhưng mà tiền vẫn hưởng nha. Đấy, bây giờ làm sao làm được những cái chức danh này? Mỗi chức vụ đều có phụ cấp của nó. Một danh sách nữa là sau biến cố năm 1975. Thứ nhất, rời Việt Nam chiều ngày 29 tháng 4 1975 sang Hoa Kỳ và định cư tại Pháp, làm công cán ủy viên đặc trách Sở Nghiên cứu Nhân dụng và Thống kê vùng Paris Île-de-France đến năm 1990, hưu trí sớm để dành hoàn toàn thời giờ làm việc cho quê hương. Thứ hai là tác giả bộ sách Việt Nam đi về đâu? Huyền thoại và sự thật 1930-2002, 1070 trang, xuất bản tại Hoa Kỳ tháng 7 và tái bản năm tháng 10 năm 2003. Thứ ba là thành lập Việt Hưng Hợp đoàn Việt Restoration Foundation năm 2004, trợ giúp sinh viên, học sinh nghèo, con cháu cán bộ cũ Việt Nam Cộng Hòa ở quê hương, cố vấn cho một số hội đoàn quốc gia ở hải ngoại, sáng lập phong trào dân tộc tự quyết Việt Nam năm 2013, lãnh đạo chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa từ năm 2015, tác giả quyển hồi ký Giữa Bão Loạn, xuất bản năm 2015. Trời ơi, tội nghiệp ông cụ già. Và xin dừng lại lại cho ông Nguyễn Mạnh Quang. Ở đây chúng tôi xin nói như thế này. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng chú ý trong cái trang chính của luật sư Lê Trọng Quát là cái trang Việt Nam Cộng Hòa Chính phủ Pháp định. Thì chúng tôi có chú ý tới cái thông cáo ra tháng 2 năm 2021. Thì cái thông cáo này mục đích của ông á là giới thiệu các nhân vật mà ông ấy bổ nhiệm làm đại diện chính phủ, một ông ở Bắc Mỹ, một ông ở Âu Châu, một ông ở Úc Châu. Chúng tôi sẽ nói tới những cái điểm mà chúng tôi chú ý. Thì trong này có nói tới cái lập trường chính trị của chính phủ pháp định nhá. Thì lập trường của ông nói là trước sau như một là tích cực vận động Hoa Kỳ và các quốc gia trong vùng Ấn Độ và Úc chặn đứng mưu đồ của Trung Cộng bành trướng bằng vũ lực chiếm cứ biển đảo của các nước Đông Á, kiểm soát đường lưu thông của 2/3 hàng hóa thế giới, khống chế Thái Bình Dương, đe dọa an ninh vào toàn vùng. Tiếp theo cái đoạn này đó là ông ấy lại nói chính phủ pháp định tiếp tục kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các quốc gia dân chủ, đặc biệt là tân chính phủ Hoa Kỳ, cường quốc số 1 của thế giới, sử dụng quyền can thiệp vì lý do nhân đạo và nhân quyền trong các nước cộng sản còn sót lại trên địa cầu là Bắc Hàn, Trung Cộng, Việt Nam, Lào, Cuba, đặng nhân dân các quốc gia này sớm giành lại quyền tự quyết, được sống xứng đáng như một con người, nhân phẩm được tôn trọng. Tức là cái suối này á, nó không có ăn nhập với cái lập trường chính trị của ông ở trên kia, nhưng mà cả hai đoạn đều là cầu lụy ngoại bang. Quý vị thấy rõ cái đoạn thứ ba thể hiện quyết tâm của dân tộc Việt Nam, nạn nhân các triều đại bá quyền Trung Hoa suốt 1000 năm lịch sử, trong lịch sử, và nạn nhân của Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam từ 3/4 thế kỷ nay. Chính phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa lưu vong ở hải ngoại vì lãnh thổ Cộng sản Bắc Việt dưới danh hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xâm chiếm tháng 4 1975, vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 1954, chia đôi đất nước thành hai miền Nam Bắc, và Hiệp định Paris ngày 27 tháng Giêng 1973 cùng định ước ngày 2 tháng 3 cùng năm. Chính phủ pháp định tiếp tục tranh đấu của nhân dân miền Nam và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tiền nhiệm cuối tháng 4 1975 giành lại quyền dân tộc tự quyết. Cái chính phủ mà ông á, nhận cái chức quốc vụ khanh chưa kịp nhận việc mà có hai ngày thì chính phủ tan tành, mà ông cũng ghi vào trong cái tiểu sử của ông là quốc vụ khanh. Thì đó, tức là cái lòng áo danh của ông nó lên đến tuyệt đỉnh. Đây thì tới đây thì còn những cái vấn đề còn lại là những cái vấn đề rộng tết không có gì cả. Thì tóm lại, tôi nhờ ông Nguyễn Mạnh Quang đề cập tới hai vấn đề mà chúng tôi đã thấy. Thứ nhất là ông suối Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc phải can thiệp vào những cái quốc gia cộng sản vì lý do nhân đạo và nhân quyền, tức là tố cộng sản là tàn ác cái gì. Và cái thứ hai là ông ấy nói là nước Việt miền Nam của ông bị cộng sản chiếm, xâm chiếm vì vi phạm trắng trợn Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris. Thì xin mời ông bàn về hai cái vấn đề đó. Kính thưa quý vị, qua những cái đoạn văn trên đây thì tôi thấy thứ nhất á, là cái điểm mà ông ấy nói ra là ông ấy tiếp nối cái ông cha tổ tiên của ông ấy ngày xưa đã theo các thế lực ngoại thù như là Pháp, Vatican và Mỹ để
chống lại cái quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam, đó là tất cả những con chiên tín đồ của giáo hội La Mã đã làm như vậy suốt chiều dài lịch sử, ít nhất cũng là từ năm 1785 khi mà Gia Long cầu cứu Pháp về nhờ Ba Đa Độc cầu cứu Pháp đem quân đến đánh chiếm Việt Nam. Là kể từ đó tất cả những người quân chuyên người Việt Nam đều theo các thừa sai Kitô để mà chống lại đất nước Việt Nam cho đến ngày 30 tháng 4. Và từ ngày 30 tháng 4 năm 75 chứ, thì từ ngày 30 tháng 4 năm 75 đến bây giờ họ vẫn tiếp tục nghe lệnh của giáo triều Vatican để chống lại và đánh phá đất nước Việt Nam. Đó là cái truyền thống cầu cứu ngoại bang, làm cái nhiệm vụ giống như là Lê Chiêu Thống cầu cứu ngoại bang để đem quân về đánh phá cái đất nước và dân tộc Việt Nam. Đó là cái ý của ông Lê Trọng Quát và đồng bọn. Đấy, điều thứ hai ở đây là chúng tôi nhận thấy là trong cái bản văn này á, thì ông ấy nói rằng là giải phóng bốn cái nước còn lại theo chủ nghĩa cộng sản là Bắc Hàn, Trung Cộng, Cuba và Việt Nam. Thì với cái ý nghĩa như vậy đó, thì ông cho rằng cộng sản là độc tài, tàn ác và giết hại nhiều người. Thế thì tôi thấy rằng là tôi xin hỏi ông rằng là tôi có một đống sách đây này, ở đây chỉ là một phần thôi, có mười mấy cuốn, chứ còn tôi có hàng trăm cuốn sách nói về những cái tội ác của giáo hội La Mã trong gần 2000 năm qua đó. Số lượng mà giết người của giáo hội La Mã đó nó lên tới trên 252 triệu, tức là cuốn sách này nói rõ như vậy này. Và cái số người mà giáo hội, cái tội ác mà giáo hội đã can thiệp vào nội tình nước Việt Nam là từ suốt liên tục từ cuối thế kỷ thứ từ thế kỷ thứ 17 cho đến ngày nay, là tất cả vừa là cầu viện nước Pháp và cầu viện nước Mỹ can cấu kết với lại Vatican để can thiệp vào nội tình Việt Nam á, là tất cả tới 5 lần cái tội ác của giáo hội La Mã đối với dân tộc Việt Nam là vậy. Tất cả chúng tôi đều ghi hết và tất cả sách sử đều ghi hết. Thế còn nói về đức là tội ác giáo hội La Mã là như vậy, mà chính giáo hoàng John Paul II ông ấy ngự trị vào năm 1978 đến 2005, thì ông đã thú tội những cái rặng núi tội ác chống lại nhân loại trong 2000 năm qua vào ngày 12 chủ nhật 12 tháng 3 năm 2000 đó, ở ngay cái buổi lễ vô cùng long trọng tại quảng trường Peter ở thành kinh thành Rome. Thì cái điều đó là không ai chối cãi được. Tôi không biết ông Lê Trọng Quát, một người trí thức học luật mà làm những chức vụ lớn như vậy, có biết hay không. Nếu mà biết mà ông là còn nói như vậy là ông không thành thực, ông thiếu chân thành, ông gian. Còn nếu mà ông không biết thì tức là không biết có nghĩa là dốt, ông có dốt nát về lịch sử. Đó là về cái nhân quyền nói chung. À, đó. Còn cái những cái nước cộng sản người ta lo, người ta tranh đấu cho độc lập của người ta mà ông... Cái phần này tôi xin nói. Còn về cộng sản thì chúng tôi xin chia ra làm hai phần. Một phần lý thuyết là do ông Karl Marx và ông Engels được công bố bản tuyên ngôn độc lập vào tháng 2 năm 1842. Thế thì cái lý thuyết đó là nó nói lên là cả hai ông đưa ra cái chủ thuyết cộng sản là tranh đấu cho cái quyền lợi tối thượng của giai cấp lao động, cả trí thức và chân tay. Điều đó chúng tôi đã nói rõ ở trong cái bản mà nói chuyện với ông giám mục Nguyễn Thái Hợp trước đây. Thế về thực hành thì trong thế giới mình nhìn thấy là những cái nước mà theo cộng sản như là nước Nga, nước Trung Quốc và cụ Hồ Chí Minh là lãnh đạo nước Việt Nam và ở nước Cuba, thì tôi cũng xin nói rõ này này. Họ thực hành là các ông biết rằng nếu các ông sự là học lịch sử Âu Châu thì các ông thấy rằng nước Nga dưới thời Nga Hoàng cho đến năm 1917 là nước lớn nhất, lạc hậu nhất Âu Châu so với tất cả các nước khác. Ngay cả so với các nước như là Đức, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ý Đại Lợi, Anh, tất cả các nước đó là nước Nga lạc hậu nhất. Thế mà họ theo cộng sản rồi đó, thì cái nước Hoa Kỳ trước kia đã là nước lãnh đạo khá mạnh nhất trên thế giới, nghĩa là thua có nước Anh thôi. Thế nhưng đến sau đệ nhị thế chiến thì nước Nga đã có thể là đương đầu, coi như là một cường quốc đối đầu với lại Hoa Kỳ, là một siêu cường lúc bây giờ. Thế nước Trung Quốc cũng vậy. Nước Trung Quốc thì thời nhà Thanh trở về trước là một cái nước, nghĩa là theo chế độ phong kiến phản động, phân
chia ra làm nhiều lãnh thổ dưới quyền nhiều cái lãnh chủ thổ khác nhau, để mà mỗi ông lãnh chúa cai trị một phần, thành ra nước Trung Hoa là nước lớn nhất, đông dân nhất, nhưng mà lại bị các nước liệt cường sâu xé vào đầu thế kỷ thứ 20. Điều đó chứng tỏ là cái nước Trung Hoa dù lớn dù đông nhưng mà vẫn yếu kém, chỉ vì không có người lãnh đạo. Mãi đến ông Mao Trạch Đông, ông ấy thành lập được Đảng Cộng sản, ông ấy cướp được chính quyền từ trong tay của ông Tưởng Giới Thạch, là cái thế lực quân chiên. Ông Tưởng Giới Thạch là một trong những người công giáo mà bị cuốn sách này liệt kê vào cái gọi là bạo chúa độc ác nhất trong lịch sử thế giới, là trong cái cuốn này cái này. Thì từ khi mà ông Mao Trạch Đông thống nhất được nước Trung lục địa Trung Hoa vào tháng 9 năm 1949, thì cho đến ngày nay là các quý vị thấy là chưa tới đầy một thế kỷ, ông Mao Trạch Đông với lại Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa nước Trung Hoa lên một đại cường mà với có thể là đối đầu với siêu cường Hoa Kỳ ngày nay. Tức là trong cái thế giới ngày nay chỉ có ba cái nước được coi như là siêu cường, tức là Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên Xô. Thì hai cái nước Liên Xô và bây giờ gọi là Nga với là Trung Quốc đều theo chủ nghĩa cộng sản mà đưa lên những cái nước hùng mạnh có thể đương đầu với siêu cường Hoa Kỳ, trong khi thì các nước như là Âu Châu là tụt hậu, thua xa cả hai nước Liên Xô và Trung Cộng. Nước thứ ba là nước Việt Nam, nhờ có cụ Hồ Chí Minh nhập và cái chủ nghĩa cộng sản, du nhập chủ thuyết cộng sản vào đất nước Việt Nam, và cụ đã lãnh đạo theo cái chủ hướng đó và đã động viên được toàn thể nhân dân đánh đuổi hai cái thế lực liên minh xâm lược Pháp Vatican và thế lực liên minh xâm lược Mỹ Vatican, và chiến đấu trong một cái cuộc chiến dài 9 năm trời từ năm 1945 cho đến năm 1954 mới đánh tan được cái liên minh thánh xâm lược Pháp Vatican, khiến cho người Pháp không còn chịu đựng nổi, phải thành thực thương thuyết với phái đoàn Việt Nam tại hội nghị Geneva năm 1954 công nhận nền độc lập của đất nước Việt Nam và rút quân về Pháp. Nhưng mà sau đó thì ký cái hiệp định Geneva tạm thời dùng cái vĩ tuyến 17 chia đôi để hai bên hiệp thương với nhau và tổ chức tổng tuyển cử. Thì thằng Pháp đã quyệt nợ, đã nhường lại, đáng nhẽ thằng Pháp với là chính quyền Bảo Đại phải tiếp tục thi hành cái hiệp định đó. Thì đúng vào tháng 7 năm 1956 thì đất nước Việt Nam sẽ được tổ chức của tổng tuyển cử thống nhất đất nước, nhưng mà thằng Pháp đã quyệt rồi, đã nhường cái quyền đó cho thằng Mỹ với là thằng Vatican để tiếp tục đưa ông Ngô Đình Diệm là một quân chiến cuồng tín về Việt Nam và vi phạm hiệp định Geneva, không tổ chức tổng tuyển cử. Do đó mới xảy ra cái cuộc chiến mà chính quyền miền Bắc bắt buộc phải mở một cái chiến dịch quân sự để giải phóng miền Nam. Thì kể từ đó và đến năm ngày 30 tháng 4 năm 1945 thì Mỹ không chịu đựng được, dù đùa Mỹ đã có hơn nửa triệu quân và cả hàng chục sư đoàn của các quân lực của các nước đồng minh của Mỹ như là Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Thái Lan, Phi Lật Tân, nhiều nước khác nữa, Đại Hàn, thế thì đều phải cuốn gói ra đi. Thì tức là cụ Hồ đã nói rằng đánh cho Mỹ cút, khi mà Mỹ cút thì Ngụy cũng nhào. Ai cũng biết rằng lịch sử ghi rõ rằng cái chính quyền Sài Gòn á là do Mỹ dựng lên với lại Vatican dựng lên. Nếu mà Mỹ mà cuốn gói ra đi thì dĩ nhiên là cái chính quyền đó cũng phải rã ngũ tàn hàng. Cái khẩu hiệu mà cụ Hồ Chí Minh nêu lên là đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào, thì Mỹ cút thì đúng là Ngụy nhào. Thế thì chờ cái có cụ Hồ Chí Minh mà dùng cái chủ thuyết cộng sản để động viên được toàn thể nhân dân đánh đuổi, nhờ vậy mà đất nước mình thống nhất, bây giờ Việt Nam trở thành một cường quốc số 1 Đông Nam Á. Và mình trong cái cuộc tranh đấu giữa Mỹ với lại Trung Cộng ngày nay đó, thì Mỹ lại trông nhờ vào cái sức mạnh của Việt Nam là 1, Đại Hàn là 2, với lại Nhật Bản là 3, còn ngoài ra các nước kia thì Mỹ chỉ là liên minh thôi chứ không có trông cậy gì được, vì quân đội của họ yếu quá, chưa có kinh nghiệm chiến trường bằng quân đội Nhật với lại quân đội Việt Nam và quân đội Đại Hàn. Do đó Việt Nam bây giờ là chính phủ Mỹ cũng đang o bế để đem về. Các ông mà mơ tưởng, các ông đang ngủ trên
cung trăng để mà mơ rằng là Mỹ nó lật chính quyền Việt Nam. Trong lúc đó thì cái nước Phi Lực Tân là cái nước đạo Chúa của, hưởng hồng ân Thiên Chúa mang đến từ thế kỷ thứ 17 mà cũng là 16 mà cũng là thuộc Mỹ từ lâu, thuộc Mỹ từ lâu mà bây giờ vẫn là lạc hậu. Nghĩa là Mỹ không có trông mong gì cái quân đội Phi Lực Tân để mà chống lại với lại Trung Quốc, chỉ là mà đã từng nằm dưới quyền thống trị của thằng Mỹ là từ năm 1898 cho đến năm 1946-47 nó mới trả độc lập. Thế bây giờ đó là cái cộng sản thì nó đã giúp cho người, thứ nhất về phương diện lý thuyết là giúp cho giai cấp lao động được hưởng những cái quyền lợi như ngày ngày nay là chúng ta được làm một tuần chỉ có 40 giờ như là tôi đã nói, và giúp cho cái nước ta cũng như nước Tàu với nước Hoa với lại nước Cuba đã có thể đứng vững đương đầu với lại các thế lực xâm lăng cũ. Đấy. Cũng xin nói lại là nãy chúng tôi có nói đến cái vấn đề chính miền Nam là người vi phạm Hiệp định Geneva, không có hiệp thương với miền Bắc để tổ chức tổng tuyển cử. Vì vậy mà cái chính quyền miền Bắc phải phát động cái chiến dịch giải phóng miền Nam. Nên mà bây giờ thì ông Lê Trọng Quát lại nói là miền Bắc vi phạm Hiệp định Geneva điều 1954. Như vậy rõ ràng là cái việc mà chính quyền miền Nam làm thì ông ấy lại giấu nhẹm đi, rồi ông lại đổ lỗi cho cái chính quyền miền Bắc. Hình như từ trước đến giờ đó tất cả những cái người gọi là con chiên của giáo hội La Mã đều có cái thủ đoạn như vậy và gian manh như vậy. Đến đây tôi có một cái đoạn văn ngắn, tôi nhờ ban biên tập đọc cái chỗ này là cái hành động của những người con chiên người Việt với giáo sĩ hay là tăng lữ hay là linh mục hay là đại diện Chúa với lại cái giới khoa học như là ông Lê Trọng Quát đều là thuộc về loại mà ông Trao Linh Nguyễn là người của giáo hội La Mã kể lại cho chúng ta nghe. Chúng ta nên phân biệt hai loại người đối tượng. Loại người thứ nhất là các tu sĩ công giáo và tập thể chính trị gia, trí thức công giáo lưu manh, là bọn xưa nay chỉ vì tư lợi gây rất nhiều tội ác chống lại nhân loại và dân tộc. Đối với loại người này, chúng ta phải xác định họ là kẻ thù nguy hiểm và chúng ta cần phải tranh đấu, diệt trừ không thể khoan nhượng. Loại người thứ hai là tuyệt đại đa số giáo dân, những người mãi lo làm ăn, vô tư chết pháp. Họ chỉ vì thiếu hiểu biết đã bị các tu sĩ và trí thức lưu manh lừa gạt, kích động, xô đẩy vào những hoạt động phá hoại đất nước mà họ vô tình không biết. Tôi cũng xin nói là ông Cha Linh Nguyễn này á, là theo gia đình ông theo đạo sớm nhất và ông là gốc Bùi Chu, và ông ấy đã từng làm đến thiếu tá và thẩm phán tòa án quân sự, rồi sau đó ông bị đi tù và ông sang bên đây, ông ấy thấy rằng tại sao miền Nam thua, ông ấy vào các thư viện Pháp Mỹ, ông ấy đọc sách, ông ấy vỡ lẽ ra là cái tội ác là do giáo hội La Mã, cho nên ông ấy viết tới 3-4 cuốn sách như thế này để mà kể ra cái tội ác của giáo hội La Mã. Ông hối là tất cả những người nào mà quan tâm đến vấn đề lịch sử đều đọc cái cuốn sách này cả. Điều đó là chuyện giáo hội La Mã lưu manh như thế nào, tập thể quân chiên người Việt với lại giới tu sĩ người Việt lưu manh như thế nào, ông kể ra hết. Đúng, ông là người trong chăn mới biết chăn có rận, đã nói rõ như vậy. Xin quý vị nếu có dịp cứ tìm đọc cuốn sách này thì thấy rõ. Tóm lại là những cái điều mà ông Lê Trọng Quát, ông ấy xưng là thủ tướng của chính phủ Pháp Định là một, với lại tất cả những cái điều mà ông thông báo, rồi ông ấy cầu nguyện các nước cường quốc dân chủ với lại Liên Hợp Quốc để can thiệp vào nội tình Việt Nam để tranh đấu cho các ông ấy quốc gọi là nhân quyền. Nhưng mà thực ra là cái mà ông nói là nhân quyền này là cái tàn ác tiếp theo, như là ông Diệm đã từng giết hại tới 300.000 người, sách sử đều ghi rõ. Thì xin nói lại là cái câu của ông Thiệu, đừng tin những gì người công giáo nói, phải nhìn những gì người công giáo đã làm, đã phản quốc dân tộc Việt Nam như thế nào. Thì xin đây, xin chúng tôi kết thúc và xin kết thúc cái phần nói chuyện này. Hẹn quý vị kỳ tới. Dạ, xin tạm biệt quý vị, chào tạm biệt quý vị.